đã cùng trở đây để tham dự lễ thành hôn của chú rể Bảo Long, chú thích của cô dâu Cẩm Nhi trong buổi trưa ngày hôm nay. Lời nói đầu tiên cho Khắc Minh Thành, Ánh Nguyệt xin được thay mặt cho trung tâm tổ chức sự kiện tiệc cưới nhà giàn Minh Tài bên lời cho hai bên gia đình, bên lời cho cô dâu và chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được gửi tới toàn thể quý vị quan khách lời cảm ơn chân thành, lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Dạ vâng, một chào vỗ tay thật lớn để chào đón cô dâu và chú rể đi đâu. Trai Bảo Long, anh nắm chặt bàn tay của cô dâu Cẩm Nhi di chuyển về sân khấu tình yêu để cùng ra mắt tới toàn thể quý vị. Vâng, và quý không quên dành một tràng tay trị giá 1 tỷ đồng để cùng chào đón đôi bên trẻ đến hoa quý vị ơi. Trên sân khấu lúc này đây là chú rể đẹp trai Bảo Long sánh duyên cùng với cô dâu xinh đẹp Cẩm Nhi, và cũng để tỏ lòng trên cảm ơn tới toàn thể quý vị quan khách có mặt trong hội trường ngày hôm nay thì xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể chúng ta cũng sẽ cúi đầu thật sâu để cảm ơn tới toàn thể quý vị. Một lời chào bắt đầu. Vâng ạ, một lần nữa quý vị không quên dành một tràng vỗ tay trị giá 1 tỷ đồng để cùng chúc mừng chúc cho đôi bạn trẻ đẹp hoa quý vị ơi. Xin cảm rất nhiều ạ. Hôm nay thật đúng là trời nhẹ thanh cao, và ở đây có cuộc vui nào vui hơn. Chúng ta không chợt nhớ, con cha thì như núi Thái Sơn, nhớ mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Vâng, ngay trong ngày vui, ngày phúc vô cùng trọng đại của cô dâu và chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay, chắc chắn không thể thiếu đi sự hiện diện có mặt của tôi bên gia đình và những bậc cha bậc mẹ của chú dâu và chú rể, giúp cô gái di chuyển về sân khấu tình yêu để cùng ra mắt cùng hai con của mình. Giờ phút này Minh Thành xin được trân trọng kính mời và giới thiệu lên sân khấu về các đoàn họ nhà trai. Xin trân trọng kính mời bố Hoàng Văn Thăng và mẹ Lò Thị Biên sẽ cùng đoàn nắm chặt bàn tay của nhau, nở ra nụ cười thật tươi thắm, di chuyển về sân khấu tình yêu hướng về phía chú rể Bảo Long đẹp trai hạnh phúc và người nhất trong buổi trưa ngày hôm nay. Và một lần nữa quý vị không quên dành một tràng pháo tay trị giá 100.000 đồng để cùng chào đón các đoàn họ nhà trai được không ạ? Và vâng, kết tình thông gia với gia đình họ nhà trai đó là gia đình họ nhà gái. Về phía phái đoàn họ nhà gái xin được trân trọng giới thiệu và kính mời bố Đào Văn Lượng cùng với mẹ Cà Thị Thương. Xin được trân trọng kính mời sơ sinh chủ mẫu của cô dâu xin đẹp trong trưa ngày hôm nay. Chúng ta sẽ đứng cạnh người con gái xinh đẹp nhất và kỳ vĩ nhất trong buổi trưa ngày hôm nay. Chúng ta lại một chào mừng thật lớn để chào đón ngay bên người ngoài đời. Hiện diện sân khấu tình yêu lúc này đó chính là những nhân vật đặc biệt hạnh phúc và quan trọng nhất trong buổi trưa ngày hôm nay, những người cho chúng ta lý do có mặt để cùng hội tụ, để cùng đốc đổ và để cùng chúc mừng hạnh phúc cho chú rể Bảo Long, chú rể cùng cô dâu Cẩm Nhi trong buổi trưa ngày hôm nay. Và để tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới toàn thể quý vị quanh chúng ta đang có mặt trong hôn trường cưới ngày hôm nay, cho phép gia đình nhà trai nhà gái cùng cô dâu và chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay, xin kính chào tới toàn thể quý vị một cái cú chào thật sâu để cảm ơn tới toàn thể quý vị. Cả thể quý vị quan khách thân mến, và đúng là em còn son, anh cũng còn son. Bây giờ ta được làm con một nhà, bây giờ ta được chung bè chung cha, chung chân chung gối chung bà chung ông. Và lấy chồng thì không chỉ riêng chồng, còn ông còn bà, còn cha còn mẹ, còn hàng ngồi ngoài gần xa, còn anh còn chỉ trong nhà với nhau. Cây có gốc mới nở cành xanh lá, nước có nguồn mới được cả sông sâu, sông dài biển rộng mênh mông. Con cha nghĩa mẹ để
đời đời không quên. Và vâng, và trong ngày hạnh phúc trọn đại này thì gia đình rất vui sướng và không thể nói lên thành lời, và cũng có nhờ MC Minh Thành cũng sẽ có những lời phát biểu bằng tiếng Thái để gửi lời cảm tạ tới toàn thể quý vị. Vâng, xin mời MC Minh Thành. Phủ Tây đồng thời hỏi là sao phép bà con Tây đồng để bỏ nọ chứ mới tất lại con cái tăng là sườn để trong các bà có mười lan bá xào có chế bò có mười nham quán hành để trâu bền tuyệt nhất lại hư bà sòng xài tà lai hiền số nem trắng kiều ai tỏ là uốn nòng nằm điện thoại Facebook xà lô thế na ai bảo lòng với các lai hiền nòng cộng nhi nung sửa phần lón ai hai chả phân ai lai hiền nòng nung sửa lai kiều ai hai trắng kiều ai lai hiền nòng mây sửa bắt tới em ai phải sang mắt cái chẳng cầu mây sửa má cà phê tòi em ai phải sang cái biển má phô hoa phần vì nó là hồi khôi tấn chú liều thể năng lòng là lòng xài sườn ai ơi ai cho văn canh trên lắp bạch in ai kỳ một lòng xương có cả sần và bà luôn sần là phiền sư tàu té luôn nét cả mặt lòng bắt đếch bắt hàng chú chục con ba bảng cá đây kiểm tràng lòng là thế năng lòng là lòng xài sườn ai ơi và bà chú quốc nhà phá mây tinh tỏ đủ ngôn phồn đi lớp đất đường hùng hương khắp hầm nằm bên tập tàng lúc lùng nhắc bà các bà ai bảo lòng phải trải vong chú cầu đúng con xào khăn ai chưa nhận mặc lòng cẩm nhi có điều thể năng nòng là nòng xài chảy ai ơi các bạn có mang mà để sòng ải yên tây hơn ải phú yên xa ải bà hiện nay không phải nó bất chảnh bất chề gần nhưng coi hà lầy mười người bên chân mười sản bất chép mười là bất đề vì chưa bạn bà nhưng mang tổ chức đánh hì đánh khó mời chuẩn sòng cả làng ngao biển của tuyến đê cẩm đề sau bắn con mèo phi nòng cầu bảng xin đa hoa qua không phải nó bất chảnh bất chề nhưng coi thấy năm nữa sửa nề vì hoàng tiền mang từ một tơ mang trong số chốt đồ mang bao lùi sản làm tơi tới sức khỏe khỏe của bố bi sản gần xưa sò tan nà ải phú yên xa ải bà hiện nay đó có phần kể mà đi cho chúc mừng ở phòng em bên đang là chúc mừng loài côn ở ba quận thì bị vỡ và cờ nâng khơi hảo khăn xiển xài thổi hồ hó vô cùng thổi hồ hó vào bàn thổi cho người lại bàn cho làm bàn chân à phú bá đảo phượng bị tàu má mang hậu bị phôi tay ca lấy ngân lại tay khai lấy ngân ế ải em là mang tiền đề là hạ chất cam chúng đề vé tỷ nó xóa xem nơi. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị quan khách thân mến, xin được cảm ơn những lời phát biểu hết sức là ý nghĩa đến từ MC Minh Thành. Và MC Minh Thành của chúng ta vượt hàng ngàn cây số từ xã Bồ Lầy đến trung tâm xã Bồ Lầy để cùng chúc phúc cho đôi bạn trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay. Và vâng, kính thưa toàn thể quý vị, và đúng là trăm năm trăm cõi người ta, trai tài gái sắc khéo là chọn nhau, và trong chuyện tình cảm thì đã có cầu câu. Cha mẹ dặm hỏi nhà trai chúng tôi đã long trọng tổ chức mừng lễ thành hôn cho chú rể Bảo Long sánh duyên cùng với cô dâu Cẩm Nhi. Và ngay giờ phút này đây, giờ lành thiết ngọc dây chú hương đã đến, và cho phép ban tổ chức sinh nhật trên trong tuyên bố hủy lễ chúc mừng lễ thành hôn cho chú rể Bảo Long sánh duyên cùng với cô dâu Cẩm Nhi. Để khai mạc tiệc cưới ngày hôm nay đến từ Trung Quốc Tâm tổ chức sự kiện nhà giàn Minh Đại. Vâng, kính thưa thành viên chị trân trọng và kính mến, và một lần nữa thì ban tổ chức của tôi xin cả chân thành cảm ơn tới toàn thể quý vị khán chúng ta đã không quản ngày đường xa xa xôi nâng bất kể nghĩa cất đi từ đây tới hạnh phúc cho năm của chú rể Bảo Long sẽ giúp cùng cô dâu Cẩm Nhi trong buổi trưa ngày hôm nay. Với những tình cảm đó thì ban tổ chức của tôi tin chắc một điều rằng kể từ ngày hôm nay giây phút ở đây, chú rể Bảo Long và cô dâu Cẩm Nhi chúng ta đã chính thức thành vợ thành chồng và đã chẳng tiếp mang sự hòa chung một kỷ niệm đôi bạn trẻ sẽ về chung một mái nhà kể từ đêm nay. Và một lần nữa thì ban tổ chức chúng tôi sẽ là kính chúc cho cô dâu và chú rể chúng ta trăm năm tình viên mãn bạc đầu nghĩa phu thê. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị quan khách thân mến, và cô dâu chú rể nào cũng thế đều phải trải qua những nghi thức của ban tổ chức, và nghi thức đầu tiên dành cho cô dâu và chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay, nghi thức chào nhẫn cưới, xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể chúng ta hãy bước lên hai bước. Một bước của tình yêu, một bước của hạnh phúc để chung cặp nhẫn yêu thương. Xin trân trọng kính mời, xin mời chú rể và cô dâu hãy quay mặt vào nhau, và chú rể thể hiện mình là một người đàn ông ga lăng nhất trong năm 2024, và em sẽ quỳ một chân xuống để trao lại cho vợ mình ạ, trao nhẫn cho vợ mình. Và
Vâng, một tràng pháo tay thật lớn để cùng chung với Bắc Bình ơi. Vâng, giờ bên đây chú để đang có nói với cô giáo như thế này ạ. Vâng, Cẩm Nhi ơi, anh muốn trao cho một chiếc nhẫn cưới. Tuy rằng không phải nhẫn kim cương, nhưng có chứa tình thương dạt dào. Em có yêu anh phải không nào? Hãy đưa tay đây để anh đeo nhẫn vào cho em. Vâng, thật đúng là còn em trao nhẫn cưới chúc tình. Và từ đây hai đứa chúng mình có nhau. Vâng, anh là rể, em là dâu, đôi ta sẽ đất nhịp cầu sắc quan. Một lần nữa xin kính chúc cho cô dâu chú rể chúng ta cho năm hạnh phúc trăm năm. Vâng, và xin mời em chúng ta hãy xòe tay ra đằng trước để toàn thể quý vị quan khách chứng kiến. Từ nay hai em đã lên duyên vợ chồng. Xin mời. Hai mũi mới tán nải. Vâng, rất tuyệt vời đúng không ạ? Vâng ạ, kính thưa tất cả quý vị, kính trọng và kính mến. Và trong ngày vui, ngày phúc của đôi bạn trẻ ngày hôm nay, ngoài đón nhận được cả những tình cảm, những lời chúc tốt đẹp đến từ toàn thể quý vị và chúng ta có mặt trong buổi trưa ngày hôm nay, kính thưa bạn trẻ, chúng ta sẽ được đón nhận những phần quà, những kỷ vật yêu thương đến từ những bậc bác, bậc chú, bậc anh, bậc chị của mình. Vâng ạ, giờ đây chúng ta sẽ trân trọng kính mời món quà đầu tiên, món quà đến từ gia đình của bác Phong Đức ạ, sẽ cùng trở về sân khấu để cùng trao cho cô dâu chú rể. Vâng, sẽ được trân trọng kính mời. Trong cô dâu và chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, một lần nữa thì ban tổ chức sẽ thông báo tới chủ nhân của những món quà đã đăng ký với ban tổ chức chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng di chuyển về gần sân khấu, lúc nào đọc đến tên món quà nào, chúng ta chủ động lên sân khấu để cùng trao nhanh gọn cho cô dâu chú rể. Vâng, xin cảm ơn rất nhiều. Xin mời món quà đến từ gia đình bác Phong Đức ạ. Món quà đến từ gia đình bác Phong Đức đâu ạ? Vâng, với xin được trân trọng kính mời món quà đến từ gia đình của bác Quỳnh Vân, cũng như món quà đến từ gia đình của chú Điệp Trúng ạ. Vâng, xin mời. Vâng, những chủ nhân của những món quà đang luôn nở nụ cười trên môi, luôn thần chúc cho hai con trong buổi trưa ngày hôm nay cho năm hạnh phúc. Quyên trân trọng và kính mến, thật đúng là ngày vui thì pháo nổ bung trời. Vâng, những món quà đến từ gia đình của bậc bác bậc chú ngày hôm nay đang muốn nói với cô dâu và chú rể như thế này ạ. Hai con ơi, hai con hãy nhớ rằng là chân kia thì khi khuyết khi tròn, nó trông như núi đá mỏi mòn theo tháng năm. Chỉ có tình yêu của hai con nó đẹp như ánh trăng rằm. Hai con phải sống làm sao vui lòng mẹ, thỏa ý cha, vui anh vui chị, vui mình vui ta. Một lần nữa xin đến lời cho cô dâu và chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn món quà đến từ gia đình của bác Phong Đức. Cảm ơn món quà đến từ gia đình của bác Quỳnh Văn. Xin cảm ơn món quà đến từ gia đình của chú Điểm Trúng. Vâng ạ, tiếp đầu chương trình xin được trân trọng kính mời món quà đến từ gia đình của chú Vi Chất ạ. Vâng, xin mời. Vâng, và món quà thứ năm là món quà đến từ gia đình chú Minh Toàn. Món quà thứ sáu, món quà đến từ gia đình chú Bảo Lạ. Và thứ bảy là gia đình cầu Vương An. 8 món quà đến từ gia đình cầu Khởi Sáng. Và 9 món quà đến từ gia đình anh chị Thiên Thắng. Xin được trân trọng kính mời những món quà, những bó hoa tươi thắm được kết bằng những đồng tiền Belize. Vâng. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị quan khách thân mến, và đúng là nhà gái hân hoan mừng rể thầu, nhà trai hớn hở đón dâu yến, để hai bên cha mẹ sum vầy, anh đi làm rể, em về làm dâu. Thả chưa nơ, sao mà em có mẹ phía nào ngơi, mà không có bà ma là bà phía nào ngơi, mà không có nhanh mi, món quà mắc tạm thở băng hở cười, mi thích bỏ hồng. Chúc mừng hạnh phúc trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được trân trọng và kính mời. Vâng ạ, giờ bắt đầu xin được trân trọng kính mời chú rể đẹp trai chúng ta hãy dùng bàn tay khéo léo của mình hãy bật nắp chai rượu sâm banh đầu tiên. Vâng, xin được trân trọng kính mời ạ. Em sẽ bóc khuy bạc chai sâm banh và em sẽ thấy một nút thắt tình yêu trong đó. Em sẽ bật nút thắt tình yêu theo chiều kim đồng hồ hết sức tuyệt vời, chưa kịp sóc mà đã bật rồi. Vâng, xin mời cô dâu và chú rể hãy tay trong tay rót lên bàn tháp ly rượu của mình.
Vâng, và bữa nay chúng ta đang chứng kiến một giây phút rất là tuyệt vời, rất hạnh phúc của đôi bạn trẻ ngày hôm nay. Đôi bạn trẻ chúng ta đang xót xa những ly rượu của tình yêu và ly rượu hạnh phúc. Vâng, thật đúng là rượu hồng thì kết nghĩa phu thê, tình cho nồng thắm thì duyên về với nhau, cùng chung bước đến mai sau, thủy chung trong thủy sắc màu tình yêu. Dạ vâng, và đúng là vợ chồng nghĩa nồng tình sâu, yêu nhau đến thủa bạc đầu, lâu đài tình ái thiên đường đôi ta. Và xin mời chú rể đẹp trai hãy cầm chai champagne tiếp theo, và em cũng sẽ làm tương tự như chai champagne đầu ạ. Và lần này em hết sức là tuyệt vời ạ. Vâng ạ, sau này xin chào kính mời đôi bạn trẻ chúng ta sẽ cùng tiếp tục rót một nửa chai lên tháp ly tình yêu, nửa chai còn lại sẽ được rót sang 6 chiếc ly bên cạnh. Vâng, xin được trân trọng kính mời. Cô dâu và chú rể chúng ta cùng rót rượu ạ. Cô dâu có khắm chai lầu tôi chúa chầu quá. Xin tay em xin phải khắm tôi chờ mà nữa. Một nước tí nào nữa. Thái lầu chung mừng hờ sống được sống làn hơn nước tí nào nữa. Dạ vâng, cô dâu và chú rể chúng ta có được ngày vui trọn vẹn như buổi trưa ngày hôm nay chính là nhờ công ơn sinh thành dưỡng dục cô và quý tử nhân vật làm cha làm mẹ. Và giờ vẫn đang đây để tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới những bậc làm cha làm mẹ của mình. Xin được trân trọng kính mời cô dâu Cẩm Nhi xin để chúng ta hãy nâng hai ly rượu hồng của mình lên để kính dâng lên bố mẹ của chú này. Và xin được trân trọng kính mời chú này Bảo Long chúng ta cũng nâng hai ly rượu hồng của mình lên để kính dâng lên bố mẹ của cô dâu. Vâng, xin được trân trọng kính mời. Vâng, và hai ly rượu còn lại xin được trân trọng kính mời hai em cùng nâng lên và trở về vị trí ban đầu của mình ạ. Vâng, xin được trân trọng kính mời. Cô dâu và chú rể chúng ta hãy đứng về giữa sân khấu đi ạ. Vâng, giờ phút này xin được trân trọng kính mời đại diện nhà trai nhà gái cùng cô dâu và chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay chúng ta cùng tiến đến và chạm ly với nhau ạ. Vâng, xin mời. Lời chào mời ai chú em ra cắm tay mở tay bảo hông hì tún lầu chốt bơm nữa đi đồng nữa đi đồng không có tờ thái lầu chốt bơm nữa ai em phong em đi đồng ơi. Lần sau chúc ai chú em ra ai ta em ai hào khăn xiềng sơ chúc hà lời của mẹ mở mà đi hà khăn mi nhìn lại trai son mi nhìn hà mắt chăn sang ai ta em ai mi trai hà mắt chăn sang ai chú em ra hông mà đi nữa. Bạn trẻ chúng ta cùng bước lên phía trước một bước để thực hiện nghi thức uống rượu ra bôi ạ. Vâng, xin được trân trọng kính mời. Xin được trân trọng kính mời các bạn trẻ chúng ta cùng quay mặt vào nhau. Vâng, xin mời. Vâng, chú rể ơi, có thể sát lại gần cô dâu Cẩm Nhi một chút được không ạ? Vâng, dùng tay phải của mình ngoắc tay nhau được không ạ? Lúc nào MC Ánh Nguyệt và Minh Thành hô chúc mừng ngày phúc mới được uống nha. Vâng ạ, quý vị ơi, để hòa chung niềm vui, niềm phúc cùng cô dâu và chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay, quý vị cũng rót ra ly rượu tràn đầy tình cảm nhất của mình và nâng ly thật cao để cùng hô của Minh Thành và Ánh Nguyệt chúc mừng ngày phúc cho đôi bạn trẻ đúng không quý vị ơi? Pi Nồng ơi, thái lẩu tên chén nó là ép Pi Nồng nữa. Thưa mời ơn đôi lãng sổ mới nào, phòng mẹ Pi Nồng hôi nhá, chén thử dụng để bỏ nào, chúc mừng sớm ơi. Hôi sửa nhá tôi làm nơi, chúc mừng sớm nơi. Vâng, giờ đây Minh Thành và Ánh Nguyệt xin được bắt nhịp 1, 2, 3. Quý vị cho thật to 2, 3 số tiếp. Hai bạn chúng ta đồng thanh là chúc mừng hạnh phúc đúng không ạ? Lời báo xoa xin mây. Hôi xin nhảy nơi. Ai em đã chúng đề sao tỷ là hôi xin nhảy nơi. Đảm hả hả chứ tất cả mà chúng đề sao tỷ ngay. Xong ý cho những cậu lầu mà hả MC con cháu ngày na. Vâng, giờ đây Minh Thành sẽ bắt nhịp ạ. Vâng ạ, quý vị đã sẵn sàng cho quý vị ơi. Ô mẹ Pi Nồng ơi, nắng sớm nay như là 6 tỷ rồi, cố gắng sáng lên nhé. Nắng mấy sếp tỷ, sếp tỷ mà xuống mãi dưới mai. Cả nhà mình ơi, 1, 2, 3. Chưa nước tí đồng nữa. Thảo chưa nước của gia tà nai nữa. Nhưng tờ mở cười mở nè nữa. Mẹ tư thả cấy khi đô khẽ MC Minh Thành cắp Ánh Nguyệt má giảm nữa. Mắt nhìn thấy bó bán có luồng mở tí đồng ơi. Hảo khăn nữa. Thảo chưa nước của gia tà nai nữa. Thảo chưa nước sống đồng nữa. Học canh cắn nữa nả nữa. Nhưng lại nhìn chung sẽ cảm thấy nữa.
đình nhà trai nhà gái xin gái trân trọng kính mời bố mẹ của cô dâu cũng như bố mẹ chú đình ngày hôm nay chúng ta tiến đến và bắt tay nhau ạ. Sau mấy hải quyến ra hải tái mai hô là sao thất cả nọ thắm mưa cằn ca sạc cả nọ sau mấy nào em nay, em dài em nay, phần tận trăm hình chán hạt ở gần lâu.